Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Yên Châu. Trong trang cơ sở này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn gương cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng tận tụy với nghề. Tiếp đó là phóng sự Trường Trung học Phổ thông Yên Châu 40 năm xây dựng và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, với gần 11 năm gắn bó với nghề, yêu trường, yêu lớp, bám trường, bám bản, tận tụy với công việc trong người, cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng, trường tiểu học Kim Trung xã Phiên Khoài, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tụy với công việc chồng người. Sinh năm 1989, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc, năm 2010, cô Nguyễn Thị Phượng được nhận công tác tại điểm trường Lao Khô và bắt đầu sự nghiệp chồng người tại đây. Đến năm 2014, cô được luân chuyển về giảng dạy tại trường tiểu học Kim Trung. Dù ở đâu hay trên cương vị nào, cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng vẫn luôn phát huy được năng lực, tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy để giúp các em học sinh phát huy tính sáng tạo, có hứng thú trong học tập. Mỗi ngày đến lớp thì cô giáo thường dạy cho con rất nhiều môn học, nhưng trong những môn đó con thích nhất là môn toán. Vì khi học môn toán con cảm thấy rất háo hức, cô giáo giảng bài cũng rất dễ hiểu, cô Phượng có cho con biết nhiều mẹo toán để khi gặp những bài toán khó con có thể vận dụng để làm bài ạ. Chính tình yêu nghề, lòng kính trọng và sự yêu mến của học sinh và phụ huynh, đó là động lực để cô vượt qua mọi khó khăn vất vả để đem những kiến thức truyền đạt tới các em học sinh vùng cao. Dù là điều kiện kinh tế còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mà các em vẫn luôn tham gia rất là tích cực các cái phong trào hoạt động của trường cũng như là của các cấp phát động và cũng gặt hái được rất là nhiều thành tích cao trong những năm vừa qua. Và bản thân tôi thì khi đến với ngôi trường này, tôi nhận được rất là nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường cùng các đồng nghiệp để tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình hơn về chuyên môn nghiệp vụ như các cái kỹ năng giảng dạy, và sẽ cố gắng truyền đạt tất cả những gì mà mình có thể để các em học tập ngày càng tốt hơn và gặt hái được nhiều thành tích hơn trong những năm học tiếp theo. Trong những năm học qua, cô Phượng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Cô luôn đạt thành tích cao, tiêu biểu trong năm học 2019-2020, đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021. Qua nhiều năm công tác với cô giáo Phượng thì tôi thấy cô giáo Phượng thứ nhất là về phẩm chất đạo đức thì phẩm chất đạo đức rất là tốt. Có lối sống thì trung thực, giản dị và rất là hòa nhã, gần gũi, cởi mở với đồng nghiệp mà kể cả trong cuộc sống cũng như là trong trường. Thế còn về chuyên môn nghiệp vụ thì cô rất là vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, luôn yêu nghề mến trẻ và luôn có một cái năng lượng và cái sức lực, tức là để dành hết tâm huyết của mình cho sự nghiệp chồng người. Cô Phượng cũng có rất nhiều cố gắng, luôn luôn phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, về phẩm chất chính trị, đặc biệt là công tác chuyên môn. Thì quá trình công tác ở trường thì cô luôn luôn tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao về trình độ và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cô tuy là còn trẻ nhưng mà có tâm huyết với nghề và luôn luôn được đồng nghiệp tin yêu, đặc biệt là nhân dân tin tưởng. Tôi tin là trong tương lai tới là cô sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành mình hơn trong quá trình công tác và phần công hiến của sự nghiệp giáo dục của xã Phiên Khoài nói riêng, của huyện nói chung. Với tâm niệm, nhà giáo là kỹ sư tâm hồn, người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng luôn dành cho bản thân đức tính tự học, tự sáng tạo, tận tụy với nghề, trở thành tấm gương sáng trong công tác dạy và học nơi vùng cao biên giới xã Phiên Khoài. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Yên Châu đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Quy mô của trường từng bước được mở rộng và hoàn thiện, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng lên, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của địa phương, xây dựng quê hương Yên Châu ngày một đổi mới và phát triển. Được thành lập từ năm 1981 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cấp 3 Yên Châu,
trong điều kiện đặc thù của huyện miền núi, biên giới, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, hệ thống đường giao thông đi lại rất khó khăn. Khóa học đầu tiên của nhà trường khai giảng vào ngày 21 tháng 9 năm 1981 với 2 lớp 8 và 1 lớp 9 hệ 10 năm. Lúc này, thầy Lò Văn Doan được giao giữ chức vụ hiệu trưởng nhà trường, thầy Hoàng Văn Phạnh là hiệu phó. Ban đầu, trường mới được đầu tư một dãy nhà tóc xì, lợp ngói để làm 2 lớp học, còn một lớp học tại dãy nhà xanh tre ở lưng trường đồi. Đội ngũ cán bộ giáo viên trong những ngày đầu tiên hết sức ít ỏi, chỉ có 11 thầy cô, phần lớn là giáo viên trẻ từ miền xuôi được điều động lên miền núi công tác. Chính năm 80-81, năm ấy không thành lập được vì không có giáo viên. Đến năm thứ hai, năm học 81-82, Ủy ban Nhân dân huyện với Sở Giáo dục là quyết tâm là thành lập trường. Và năm đấy là cũng đã tổ chức thi tuyển 150 học sinh vào lớp 8 đầu tiên. Là thầy trò khi thành lập rồi về mới tập trung đi đốn tre này, về mới dựng lớp học danh tre tạm bỡ. Đó là những kỷ niệm đi lên từ gian khó không thể nào quên đối với các thầy cô trong những thời kỳ đầu thành lập trường. Cho đến nay, trường đã trải qua 9 kỳ hiệu trưởng. Các thầy cô là những viên gạch góp phần xây dựng trường Trung học Phổ thông Yên Châu có vị trí như ngày hôm nay. Đi lên từ khó khăn, dựa trên nền tảng được tạo dựng nhiều năm qua với mục tiêu lấy chất lượng làm điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững và lấy khẩu hiệu dạy tốt, học tốt làm phương châm hành động xuyên suốt. Hàng năm, ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia học tập đạt chuẩn và trên chuẩn, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Nhà trường luôn chú trọng kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ, áp dụng các phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực để phát huy được năng lực, phẩm chất của học sinh, đồng thời tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn từ đơn vị tổ. Hơn ai hết, nhà trường luôn mong muốn tạo ra một môi trường học tập lý tưởng, nơi học sinh được phát triển toàn diện, xác định được đam mê và chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ ứng xử, nền tảng văn hóa để sẵn sàng hòa nhập với xã hội, phát triển đội ngũ giáo viên tâm huyết, yêu nghề, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường học tập minh bạch, thân thiện và nghiêm túc. Với những cố gắng ấy, năm học 2018-2019, Trường Trung học Phổ thông Yên Châu chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La công nhận là trường chuẩn quốc gia. Từ đây, nhà trường đã có những đổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tích trong công tác giáo dục, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền được các cấp khen thưởng và trao tặng nhiều danh hiệu như trường tiên tiến xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm bình quân đạt trên 90%. Riêng năm học 2020-2021, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt của nhà trường là 97,6%, học lực khá giỏi đạt 31%. Nhiều học sinh tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đạt nhiều giải cao. Có 2 học sinh được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, cùng nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, thể dục, thể thao. Điểm nhấn là mảng giáo dục thể chất của nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, đạt hàng trăm huy chương vàng, huy chương bạc tại các hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia, liên tiếp đạt giải nhất toàn đoàn hội khỏe phù đồng cấp tỉnh vào năm 2012 và năm 2016, đạt giải ba môn đẩy gậy tại hội khỏe phù đồng toàn quốc năm 2016, đạt 37 huy chương vàng, 46 huy chương bạc và 53 huy chương đồng tại giải vô địch toàn quốc trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đã đạt thành tích thì đã khó, nhưng duy trì thì lại càng khó hơn. Do đó, trong những năm qua, chúng tôi luôn luôn hướng tới việc đó là tìm các cái lứa kế cận, đặc biệt là lứa kế cận học sinh từ trung học cơ sở để đào tạo tại nhà trường. Và những em có những thành tích, có những nhân và những em trong đó những em nhân tố đặc biệt thì chúng tôi đã hướng cho các em lên đào tạo tại trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh để làm đội tuyển của tỉnh tham gia các giải quốc gia.
Để có được thành công trên, đội ngũ giáo viên là chìa khóa vàng để mở ra cánh cửa trí thức cho các em. Hiện nay, năm học 2021-2022, trường Trung học Phổ thông Yên Châu có 69 cán bộ giáo viên, trong đó 100% đạt chuẩn và 8,7% trên chuẩn. Đã có 15 thầy cô đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 4 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 87 lượt giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Có 79 lượt giáo viên vinh dự được nhận bằng khen của các cấp. Đặc biệt có một thầy giáo được Chủ tịch nước công nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Các thầy cô giáo làm công tác lãnh đạo cũng như trực tiếp giảng dạy tại nhà trường đã có những nỗ lực đóng góp quý báu trong suốt 40 năm hình thành và phát triển. Trong đó có những người nay đã về hưu, có những người đã chuyển sang công tác tại một đơn vị mới, nhưng tất cả đều hướng về mái trường Trung học Phổ thông Yên Châu, nơi đã để lại dấu ấn đặc biệt khó quên trong cuộc đời mỗi người thầy. Tôi muốn là nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh toàn diện để tiến tới có khả năng tiếp thu nghiên cứu khoa học phát triển hơn nữa để nâng cao đời sống toàn diện cho toàn dân Yên Châu. Cùng với những tâm huyết đó của các thầy cô giáo, nhà trường đã chú trọng đầu tư trang thiết bị giảng dạy, tạo môi trường thuận lợi cho các em học tập. Hiện nay nhà trường có 24 lớp học cùng với các phòng chức năng cung cấp những phương tiện học tập tốt nhất cho các em học sinh. Bên cạnh đó, để các em học sinh có thể phát triển toàn diện về kiến thức lẫn kỹ năng mềm, đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, xây dựng phong trào thanh niên lớn mạnh, giúp các em rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng sống, tự tin trong giao tiếp, sống có trách nhiệm, kỷ luật và lành mạnh. Thông qua những ngày lễ tri ân, đoàn trường phối hợp với các lớp tổ chức các hội thi, chương trình văn nghệ là cơ hội để các lớp cọ sát, có những giờ phút thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ học trên lớp. Bên cạnh những hoạt động ngoại khóa, đoàn trường hướng tới xây dựng đội ngũ đoàn viên sống có trách nhiệm, hiểu sâu đạo lý, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Việc được học tập và rèn luyện dưới mái trường thì đối với em trước tiên đây là một niềm vinh dự và tự hào rất lớn, bởi vì nhà trường có bề dày lịch sử và thành tích, đồng thời có đội ngũ các thầy cô giáo luôn luôn tâm huyết để dẫn dắt chúng em khám phá chân trời tri thức, hiểu biết hơn về thế giới xung quanh và có được định hướng tốt nhất cho tương lai của bản thân mình. Dưới mái trường Trung học Phổ thông Yên Châu thì chúng em có cơ hội được gặp gỡ với rất nhiều bạn bè ở nhiều dân tộc khác nhau. Đây là một cơ hội rất tốt để chúng em có thể tìm hiểu, trao đổi và học hỏi để cùng nhau học tập và tiến bộ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm nhất của nhà trường đó là vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, mà muốn được thực hiện được cái mục tiêu của nó là quan trọng, là đó là thực hiện cái mục tiêu của cấp học, đó là việc củng cố kiến thức trung học cơ sở để hoàn thiện cái học vấn trung học phổ thông và giúp cho các học sinh sau này ra trường có cái hiểu biết về khoa học kỹ thuật để vận dụng vào cuộc sống. Một số cháu có khả năng thì đi học đại học, cao đẳng, đại học và các ngành nghề khác. Với trường Trung học Yên Châu, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong những năm qua và các thế hệ làm rất tốt, đó là công tác xã hội hóa giáo dục, đó là phối hợp với các lực lượng ngoài nhà trường để giáo dục đối với học sinh, trong đó phải kể đến là chính quyền địa phương, đảng viên địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và trực tiếp phụ huynh học sinh và các tổ chức chính trị xã hội khác. Thứ hai nữa là quan tâm phát triển cơ sở chất, chú trọng nhất là về trang thiết bị dạy học để chuẩn bị cho những năm tới là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Một nội dung nữa để mà cũng rất là quan trọng là phải xây dựng đội ngũ là có trình độ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đoàn kết và có trách nhiệm với các thế hệ học sinh. 40 năm xây dựng và phát triển với những thành tích rất đáng tự hào, đây sẽ là động lực để các thầy cô giáo và các thế hệ học sinh thời gian tới sẽ tiếp tục đoàn kết, cố gắng, nỗ lực học tập và rèn luyện, dẫu còn những khó khăn, song cán bộ giáo viên, học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Châu vẫn luôn lạc quan và tràn đầy niềm tin, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, niềm tin yêu của chính quyền nhân dân. Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.